Hoàng hôn ở đây tại gọi là gì? Cái khu vực này đây là gì anh? Ở đây là nó là Alum Rock. Alum Rock Mount. Yeah, Alum Rock Mount. Alum Rock của... Mount, Mount là mountain. Dạ là biết rồi, dạ. Em quá đẹp. Hoàng hôn ơi, hãy trèo lên bàn tay của ta, ngự trị lên bàn tay của ta. Ta đem về vali Zealand tặng cho mọi người. Ở đây chị chụp mặt trăng thì không có bị ấy này, không bị... Không. Đây, phó nhòm trên từng cái số, xin chào mọi người. Phóng sự sẽ trở về lại vali Zealand và sẽ kể chuyện sau nhé. Xin chào. Bây giờ là mấy giờ rồi ta? Chắc khoảng 5 giờ mấy anh không? Dạ. Quá đẹp.